Steven Nguyễn, Bi Long đại ca từ quá khứ khó khăn đến nam thần hành động, tình tin đồn Khả Như. Tên tuổi của Steven Nguyễn từ đó được nhiều người quan tâm và chú ý đến. Sau khi web drama Bi Long đại ca được công chiếu, anh được đánh giá là nam thần hành động trẻ tuổi đầy triển vọng của giới điện ảnh Việt Nam. Steven Nguyễn sinh năm 1991 là một nam diễn viên trẻ tuổi, được đào tạo bài bản về kỹ năng diễn xuất. Không chỉ nhận được những lời khen về ngoại hình điển trai, anh còn nhận được những đánh giá cao về tài năng diễn xuất. Anh tham gia vào khá nhiều dự án phim ảnh, được khán giả nhớ mặt thông qua một số tác phẩm như Con Hơn Cha, Điệp Viên 007, Cú Đấm Thép, Bạn Gái Tôi Trùm Trường. Steven Nguyễn có tên thật là Nguyễn Huy, nam diễn viên 9X sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Steven Nguyễn có niềm đam mê mãnh liệt đối với diễn xuất ngay từ khi còn rất nhỏ. Anh cũng mong muốn khi lớn lên sẽ trở thành một diễn viên được nhiều người biết đến. Ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3, anh liền thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tuy nhiên anh đã không thi đậu vào ngôi trường mà mình mong muốn. Quyết tâm không bỏ cuộc, anh ghi danh vào hệ cao đẳng và mất thêm 2 năm để có thể thực hiện ước mơ thuở nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Steven Nguyễn bắt đầu hành trình biến giấc mơ thành diễn viên, trở thành hiện thực. Anh nhận lời diễn những vai nhỏ với mục đích trau dồi kỹ năng diễn xuất. Anh cũng từng tham gia vào chương trình Gương Mặt Điện ảnh và dừng chân ở vòng bán kết. Năm 2015, trào lưu web drama bắt đầu nở rộ tại thị trường Việt Nam, bởi lẽ những bộ phim này không cần phải đầu tư chi phí quá nhiều mà vẫn có thể được công chiếu trên mạng và đạt chất lượng tốt. Điều này đã giúp cho Steven Nguyễn có được cơ hội để phát triển nghề diễn viên. Vốn có lợi thế về chiều cao cùng với gương mặt nam tính và thân hình chuẩn, Steven Nguyễn thường được giao cho những vai diễn thiên về hành động và mạnh mẽ. Bằng lối diễn tự nhiên chân thật cùng với vẻ ngoài nam tính, anh nhanh chóng chinh phục được hầu hết người khen, để lại ấn tượng mạnh mẽ với công chúng khi thủ vai chính trong bộ phim Bạn Trai Tôi Trùm Trường. Tiếp đó, anh được nhiều nhà sản xuất và đạo diễn tìm đến giao cho nhiều vai diễn nặng ký. Trong số đó phải kể đến một số bộ phim như Ông Trùm Dẹp Loạn Giang Hồ của giọng ca Ưng Hoàng Phúc, hay như Cú Đấm Thép cùng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Đầu năm 2021, nam diễn viên gây bất ngờ với khán giả khi vào vai diễn đại ca giang hồ Bi Long trong bộ phim Bi Long Đại Ca. Trong phim, anh không chỉ khoe những màn hành động đầy gay cấn mà còn show thân hình cực kỳ săn chắc của mình. Ngay sau khi bộ phim web drama này lên sóng, tên tuổi của Steven Nguyễn trở nên bùng nổ và nổi tiếng. Anh cũng được các fan hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh soái ca hành động thế hệ mới của làng phim Việt. Nói về cơ duyên được đóng chính trong web drama đình đám này, Steven Nguyễn chia sẻ khi tham gia cuộc thi Gương Mặt Điện ảnh, anh đã diễn trích đoạn trong Thập Tứ Cô Nương và gây ấn tượng mạnh với vị đạo diễn Mr. Tô. Vị đạo diễn trẻ tài ba này cũng chính là người đã làm ra chuỗi phim hành động lấy đề tài giang hồ như Thập Tam Muội, Thập Tứ Cô Nương, Anh Vi Cá. Vì vậy, khi rục rịch làm phim mới, Mr. Tô quyết định mời Steven Nguyễn đóng chính nhờ đã xem qua tài năng của anh. Trước khi trở thành diễn viên được nhiều người biết đến, ít ai biết được rằng anh từng có khoảng thời gian làm một lúc nhiều công việc khác nhau để mưu sinh cuộc sống. Đối với Steven Nguyễn mà nói, gia đình chính là nguồn động lực rất lớn giúp anh bước tiếp trên con đường đã chọn. Để giờ đây anh đã gặt hái được những thành công trong sự nghiệp, trở thành niềm tự hào lớn nhất của bố mẹ. Đối với chàng diễn viên trẻ này mà nói, gia đình chính là ưu tiên hàng đầu. Khi được hỏi về mẫu bạn gái trong tương lai, Steven Nguyễn cũng từng cho biết bản thân không cần bạn gái quá xinh đẹp hay ngọt ngào. Anh chỉ cần một người biết yêu thương anh thật lòng, đối xử tốt với gia đình và có thể thông cảm được cho tính chất công việc của anh. Thời gian gần đây, Steven Nguyễn thường vướng vào nghi vấn phim giả tình thật và được công chúng đẩy thuyền nhiệt tình với Khả Như. Nói về điều này, nam diễn viên cho biết Khả Như là đàn chị tốt bụng xinh đẹp, tuy nhiên ngoài đời cả hai hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè, còn tương lai như thế nào thì chưa biết trước. Steven Nguyễn cho biết hình tượng nam tính mạnh mẽ khuôn ngầu không chỉ là điều mà anh thể hiện trên màn ảnh, đó còn là phong cách của chính bản thân nam diễn viên ngoài đời. Là một diễn viên trẻ, Steven Nguyễn thích được lăn xả với công việc và luôn sẵn sàng thách thức chính mình, không nề hà, không ngại khó khăn, với hy vọng được công chúng ghi nhận và yêu mến, nhờ cả vào ngoại hình lẫn kỹ thuật diễn xuất, thần thái và tính cách. Những mỹ từ mà các sao nữ dành cho mình như soái ca ngôi sao, soái ca giang hồ khiến anh vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa có chút gì đó choáng ngợp khi được mến mộ nhiều đến như vậy. Khán giả theo dõi, chia sẻ bình luận khen tặng anh từ trên mạng xã hội cho đến tận khi gặp anh ngoài đời. Với Steven Nguyễn, đây chính là điều mà bất cứ diễn viên nào cũng mong muốn có được và anh cảm thấy vô cùng tự hào. Tôi thực sự choáng ngợp và đôi chút áp lực khi nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Được mọi người chú ý, tôi hạnh phúc và hứa với bản thân sẽ nỗ lực tốt hơn để không phụ lòng tin yêu của mọi người, Steven chia sẻ. Thừa nhận bản thân là fan cứng của dòng phim võ thuật Hồng Kông ngay từ khi còn bé, nên việc thể hiện khí chất của một tay giang hồ đối với Steven là điều không quá khó. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất chính là việc thể hiện được nội tâm nhân vật như ý đồ đạo diễn muốn. Cũng chính nhờ tinh thần xả thân, luôn hết mình với những vai diễn, Steven Nguyễn giờ đây được công chúng ưu ái gọi với danh xưng nam thần hành động của màn ảnh Việt. Ngoài ra, nam diễn viên cũng chia sẻ rằng bản thân đang cố gắng trau dồi khả năng diễn xuất, rèn luyện sức khỏe cũng như kỹ thuật hành động để có thể thực hiện một dự án phim của riêng mình. Sau thời gian thành công với web drama, tháng 8 năm 2022, Steven Nguyễn đã có bước tiến dài khi lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh trong dự án phim kinh dị Giật Gân Vô Diện Sát Nhân của đạo diễn Đinh Công Hiếu, kết hợp cùng đạo diễn Hàm Trần. Khán giả sẽ cảm nhận được sự vui vẻ và ấm áp của bác sĩ Khoa bởi anh chàng luôn tươi vui, chăm sóc bạn bè đồng nghiệp rất chu đáo. Anh tuy vụng về nhưng nhiệt tình và luôn sẵn sàng bên cạnh mọi người lắng nghe những tâm sự. Steven Nguyễn được khán giả yêu mến và khen ngợi khi có một tinh thần làm việc hết mình vì các vai diễn. Anh sẵn sàng xả thân để mang lại những thước phim chân thật nhất. Cùng với những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ trong sự nghiệp diễn viên, Steven Nguyễn hứa hẹn là nhân tố tạo nên sự bùng nổ trên màn ảnh Việt.